Như vậy thì đối với lại cái Java 4, mình cũng đã sử dụng cái GBA để mà kết nối cơ sở dữ liệu rồi. Như vậy đối với Java 5, cái GBA Repository là cái gì? Nó có gì khác so với Java 4? Đầu tiên thì chúng ta sẽ muốn sử dụng được cái GBA này thì chúng ta cũng phải xây dựng các thực thể. Và đối với các thực thể thì nó sẽ chứa đựng từng đối tượng mà chúng ta quản lý. Và chúng ta muốn thao tác crud thì chúng ta xây dựng cái class DAO và chúng ta đọc tiếng Việt là DAO. DAO là gì? À, Data Access Object, tức là truy cập vào cái phần dữ liệu của đối tượng. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ thao tác với lại cơ sở dữ liệu thông qua lớp DAO. Đó là hai cái mà chúng ta sẽ quan tâm. Với cái repository thì chúng ta có sắp xếp và phân trang. Như vậy phần sắp xếp và phân trang đối với Java 4 chúng ta cũng làm rồi. Nhưng đối với Java 5 thì nó hỗ trợ cho chúng ta nhanh hơn. Nhanh hơn thôi. Đối với lại cái API thì các bạn chú ý nè. Nếu như không sử dụng API thì chúng ta phải tự viết cái đoạn code là crud. Còn nếu chúng ta sử dụng API của thằng API và GBA repository, tức là người ta đã viết giúp mình rồi chứ không phải là tự nhiên nó có. Chú ý chỗ này ha. Cho nên cái khái niệm API thì mình sẽ gặp ở Java 6. Java 5 thì mình sử dụng API. Java 6 mình sẽ tự xây dựng API. Tất nhiên là mình tự xây dựng thì mình vẫn có sử dụng những cái API của người ta. Cơ sở dữ liệu của chúng ta, các bạn chú ý, đối với lại đây là những cái table của chúng ta. Thì tương ứng với một cái table, chúng ta sẽ có một cái entity tương ứng ở trong cái project của mình. Chú ý chỗ đó. Và đối với lại một cái table, các bạn ví dụ account có s. Cái s này có ý nghĩa gì không? Tại sao có s? À đúng rồi, s là số nhiều. Vậy cái này nè, cái table này chúng ta gọi là gì? Bây giờ một cái chúng ta gọi là thực thể, là một entity. Vậy thực thể là gì? Thực thể là gì? Thực thể là một class đúng không? Nếu mà trong cơ sở dữ liệu thực thể là gì? Trong cái môn mà cơ sở dữ liệu của mình á thì cái khái niệm thực thể là gì? Trong cái sơ đồ ORD đó thì thực thể là gì? Chưa. Trong ORD mình phân tích chưa đến table. Thực thể là gì? À, thực thể là entity. Entity là gì? Rồi, như vậy chúng ta sẽ có khái niệm nè. Ví dụ chúng ta xây dựng một cái thực thể là sinh viên. Như vậy, sinh viên sẽ chứa thông tin của một sinh viên. Đúng không? Vậy cái table chứa bao nhiêu sinh viên? Chứa n sinh viên. Thì cái table này chúng ta gọi là gì? Tập thực thể. Vậy đây cũng là một câu hỏi các bạn đi phỏng vấn nhé. Người ta hỏi thực thể là gì, tập thực thể là gì. Chú ý chỗ này nhé. Rồi, tiếp tục. Như vậy thì ở chỗ này account không phải một account mà là nhiều account. Và cái chữ S này
người ta ngầm định để mô tả rằng trong này có nhiều account chứ không phải một. Vậy trong table này nếu mà mình không có chữ S được không? Được. Nhưng mà có chữ S để mình tự hiểu rằng có nhiều account. Thế thôi. Có hay không có, nó không quan trọng. Quan trọng là mình phải dùng đúng tên của nó. Chú ý chỗ này nhé. Cấu hình thì khi mà bạn muốn dùng cái GBA thì bạn phải thêm cái dependency này vào. Ha, dependency, bạn cho hai cái dependency này vào để nó sử dụng được cái GBA repository. Cấu hình này nó hơi khác so với cấu hình của Java 4. Java 4 mình phải khai báo cái URL, khai báo username, khai báo password. Sau đó mình phải create một cái connection đúng không? Còn đối với lại Java 5, bạn tự làm cho mình không làm gì hết. Mình chỉ khai báo ở cái phần property. Mình chỉ cần khai báo ở cái phần property. Thế là xong. Trong cái phần mà mình kế thừa từ cái GBA repository, nó sẽ tự connect cho mình. Mình không có connect gì đây cả. Được chưa? Và chú ý rằng là mình có cái này là 1433. Nếu như các bạn có thay đổi cổng thì sửa lại giúp thầy. Rồi database, các bạn sẽ connect với lại một cái database nào đó trong dữ liệu của bạn. SA song long tức là cái password của SA. Thì sau này cũng có một cái câu hỏi phỏng vấn chỗ này. Có phải tất cả mọi kết nối đến cơ sở dữ liệu đều sử dụng tài khoản SA hay không? Không. Tại vì nó có thể có nhiều cái user khác nhau. Trả lời câu hỏi này dễ không? Và câu hỏi này nó không dừng lại ở đây. Tại sao? Nó sẽ có chữ tại sao nữa. Và bạn phải vượt qua câu hỏi tại sao thì coi như bạn mới pass câu hỏi này. Nếu như trong cái bài trong công ty của bạn mà bất kỳ dự án nào của bạn cũng đều có thể sử dụng quyền SA, thật coi chừng đến một ngày nào đó sẽ sập. Bởi vì các bạn nhân viên này có thể vô vọc thôi, không nói đến phá, mà có thể thử thôi và làm cho server sập luôn. Được chưa nào? Cho nên đối với lại một cái ngành mà bên trường mình đang dạy, tức là ngành ứng dụng phần mềm, mình là ngành gì? Phát triển phần mềm. Thì cái ngành ứng dụng phần mềm nó có một cái môn là quản trị hệ cơ sở dữ liệu. Và cái bạn này sẽ vào tạo cho mình một cái user. Và bạn này có thể là tạo cho mình một cái view, tạo cho mình một cái table nào đó và phân quyền cho mình đối với dự án này sử dụng user này thì được quyền thấy cái gì, truy cập CRUD trên bản nào là do các bạn quản trị cơ sở dữ liệu sẽ phân quyền cho mình. Và đối với dân phát triển phần mềm của mình, nếu như bạn không can thiệp được vào database thì chúng ta chỉ cần biết user đó truy cập được vào cơ sở dữ liệu đó với những cái quyền gì là đủ. Còn người ta không giao quyền SA đâu nhé, để tăng độ bảo mật cho cơ sở dữ liệu. Được chưa? Còn nếu như mà bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta sẽ có một cái chuyên đề về phần này. Chúng ta sẽ gặp lại nếu có cơ hội. Đó là phần kết nối cơ sở dữ liệu. Chúng ta cần phải chuẩn bị tạo các thực thể, đó là những cái class liên quan. Và các bạn sẽ chú ý chỗ này giúp thầy. One to many và many to one. Khi nào thì sử dụng one to many và khi nào sử dụng many to one. Thì các bạn nhìn một cái kết nối ở đây. Category và product. Thì riêng hai cái
entity này thôi. Bên nào là one, bên nào là many. Cái nào là one? À, category là one. Bên này là many. Vậy one tức là ID, many là cái nào? Many là cái chỗ nào? Mình đang đá động đến chỗ nào gọi là many? Giữa hai bảng này nè, category ID là many. Tức là trong cái bảng product nó có thể chứa nhiều cái category ID lặp lại, tức là many. Còn trong cái bảng category thì cái ID này chỉ tồn tại duy nhất một lần, gọi là one. Hiểu được one cho many chưa? Rồi. Tương tự như vậy đối với cái bảng hai cái bảng này. Hai bảng này. Được chưa? Product với lại order detail thì nó nối nhau bằng gì? À, nó nối nhau bằng product ID. Vậy bên nào là one, bên nào là many? À, product là one hay many? One. À, đối với cái quan hệ này thì product là one, tức là ID này là one. Còn bên này many là cái gì? Product ID là many. Được chưa? Tương tự như vậy, order detail và order. Order detail và order. Vậy thì hai cái bảng này nó nối nhau bằng gì? Order ID. Đúng không? Vậy bảng nào one, bảng nào many? Order là one. Order detail là many. Được chưa? Rồi. Như vậy các bạn quay trở ngược lại. Bảng category nó xuất hiện one to many. Cái entity product nó xuất hiện one to many là cái này. Nó xuất hiện many to one là cái này. Là nó có cả hai trường hợp. One to many cũng có trong cái entity đó. Many to one cũng có luôn. Đối với lại cái entity này thì sao? Chỉ có many to one. Thì tùy theo cái khóa phụ ha, tùy theo cái relationship mà many to one hay one to many. Hiểu được chưa? Tùy theo cái khóa của mình nối đi đâu, nối với ai. Khi mà mình dùng khóa số máy thì nếu mà sang một cái bảng mới là mình phải khai báo cái đó, nhưng mà khi mình dùng menu one thì không cần phải khai báo là nó sẽ bắt cái lệnh sàn. Rồi ví dụ qua đây đi. Rồi ví dụ ở đây chúng ta có category là một thực thể và chúng ta khai báo hết tất cả mọi thứ và cái cuối cùng chúng ta là ghi one to many. Vậy thì chúng ta sẽ nói rằng là kết nối đến đâu? Kết nối đến đâu? Category kết nối đến product. Product, cái chữ product này, cái chữ product này là entity. Được chưa? Kết nối đến product. Và kết nối thông qua cái gì? Kết nối thông qua cái gì? Kết nối với cái bảng. Cái bảng này là bảng của mình nè. Mình đang nói đến cái entity này nè. Thì mình chuẩn bị một cái chỗ để kết nối. Mình tạo trước một cái kết nối. Và kết nối thông qua cái entity product. Và bên cái product thì mình sẽ tạo cái many to one. Và nó có một cái annotation là join bằng. Thì trước tiên mình nói cái này cái đã. Như vậy thì many to one nó sẽ join với một cái
category. Đây, hai cái này giống nhau. Nó sẽ search trên cái khai báo của mình. Chỗ nào có cái chữ category thì nó sẽ connect với nhau. Và connect bằng cái gì? Bằng category ID. Bằng cái này. Category ID. Chỗ này viết hoa đúng không? Category ID. Đó. Như vậy các bạn thấy là nó sẽ connect category ID. Được chưa? Category ID. Mình sẽ khai báo. Rồi, bạn đang hỏi chỗ này, bạn muốn hỏi phần nào? Đối với lại một cái relationship thì mình khai báo ở hai cái entity, nó sẽ đi một cặp. Luôn luôn một cặp. Và trong cơ sở dữ liệu của bạn, các cái relationship, một là one to one, hai là one to many, không có many to many. Nếu như có nhiều nhiều thì mình cũng biến nó thành một nhiều. Mình phải có cái bảng phụ ở giữa. Cái nào? Cái này là của Bing. Cái này là của cái entity. Này là của entity. À, đây, đối với lại một cái product nè. Một cái entity cụ thể nè. Ví dụ entity của mình. Entity của mình order detail. Đây, order detail. Thì nó sẽ tương ứng với cái order detail trong database. Đây là entity. Đây là cái bảng ở trong cơ sở dữ liệu. Cái này không có S. Cái này có S. Cái này là tên của table. Tên của table. Đúng tên của table. Có S. Và chỗ này khi mà các bạn đi phỏng vấn, người ta sẽ hỏi tại sao đây có S, tại sao đây không S. Rồi người ta hỏi đây bỏ S được không? Được. Thì bên kia bạn đặt không S. Giờ tại sao có S? Tại vì nó là tập thực thể để cho mình hiểu nó là số nhiều. Ha, bạn phải giải thích chỗ này cho nó có lý. Rồi tương ứng như vậy. Cái này là gì? À đây là khóa chính. Cho nên đối với lại cái entity này thì không được trùng. Không được trùng. Và đây là khóa chính của cái bảng order detail. Và chỗ này đối với lại một order detail ha, bạn coi thử là không được trùng cái product ID. Các bạn xem lại chỗ này. Cái thứ hai là cái ID này sẽ tự tăng. Đây, ID, giá, số lượng. Và lúc nãy chúng ta đang ví dụ về cái gì? Đang ví dụ về cái category và product. Ok. Category và product. Entity. Category của mình đây. One to many. Mình tạo cái category product. Column category ID. Kết nối với column
được chưa? Đó, category ID nó là column name, là tên của cái column mà được mô tả ở trong database. Column đó tên gì? Đúng rồi. Đó. Rồi đối với lại cái entity của category product category của chúng ta đây, nó có ID, name, hai cái này là hai cái chính. Được chưa? Hai cái này là hai cái chính của chúng ta, name nhân viên, product. Product sẽ liên kết. Đó là cái phần kết nối. Rồi có một cái bảng, có một entity thì có thể là many to one, one to many. Và có nhiều cái bảng là nó chỉ có many thôi. Có nhiều bảng thì nó chỉ có one thôi. Tùy theo cái phần của mình để mà sử dụng. Đối với lại cái GBA, Ribbon Story, bình thường đối với lại cái class down mình muốn thêm, xóa, sửa, tìm kiếm file on, file by ID, file by name thì mình phải viết và mình phải định nghĩa một cái câu SQL, thực ra không phải SQL, nó là CPQL, nó không phải SQL, nó khác, được chưa? Và mình phải tự viết hết, tự viết hết tất cả. Nhưng đối với lại cái class down của mình, ví dụ category, mình chỉ có việc kế thừa hết, không viết gì cả, không viết gì cả. Nhưng chú ý giùm cho thầy chỗ này, bạn đưa cái entity mình muốn đưa vào, còn cái integer này ở đâu ra? Kiểu dữ liệu của khóa chính tương ứng ha. Đối với lại order kiểu dữ liệu là long. Như vậy các bạn nhìn ở đây có một số cái phương thức mà cái GBA Ribbon Story nó chưa viết thì mình phải viết. Và khi các bạn viết thì các bạn phải đưa cái câu truy vấn GBQL vào. Cái này giống Java 4 không? Giống. Phần trăm 1 là gì? Phần trăm 1 là tham số truyền vào. Hả? Ông quên chấm hỏi 1 là tham số truyền vào. Vậy cái gì truyền vào đây? Username. Nếu như mình có hai cái thì mình phải làm gì? Chấm hỏi 2 và mình sẽ đưa cái tham số vào đây. Cái nào đầu tiên là chấm hỏi 1, cái nào tiếp theo là chấm hỏi 2. Còn cái pay là do chúng ta phân trang. Chúng ta cố tình phân trang. Phân trang là chúng ta muốn lấy ra bao nhiêu record. Và lúc này thì nó sẽ, ví dụ như là dữ liệu của mình có 10 record và mình phân trang 3 thì nó có tổng cộng mấy trang? 4 trang. Ok. Và các bạn muốn hiển thị trang mấy thì các bạn select cái trang thì nó sẽ lấy cái dữ liệu của trang đó ra. Rồi, chúng ta sẽ có những cái dữ liệu mà cái phương thức
mà chúng ta phải viết thêm. Còn lại thì những phương thức có sẵn thì chúng ta không cần viết. Get. Rồi, có một cái đặc biệt nữa là lưu. Lưu. Và thầy sẽ ví dụ cho các bạn ở cái phần mà lưu. Đây. Ở chỗ này, nếu như chúng ta sử dụng category index, cái đoạn code này làm cái gì? Đoạn code này của chúng ta làm gì? À, xem thử là cái category này có bao nhiêu record ở bên trong thì hiển thị hết lên. Nếu có thì hiển thị. Lấy ra và sau đó thì làm sao? Set qua đây. Set qua đây. Để cho nó hiển thị cái category này. Rồi ở bên này xem thử là mình có bao nhiêu item thì hiển thị hết lên. Và chúng ta coi ở phần index này có gì. Category index. Thì trong đó nó có một cái form. Trong đó nó có một cái table. Form chứa gì? Chứa ID, name. Table chứa gì? Chứa cả một cái danh sách item. Được chưa? Rồi khi mình chạy lên thì nó sẽ load cái dữ liệu của chúng ta. Category index. Đây, category index. Và trong này chúng ta sẽ có là gì? Chú ý cái chỗ là thêm ha, thêm và cập nhật nhé. Chú ý chỗ này giúp thầy. Ví dụ thầy thêm mới. Thầy thêm mới ID là số 6 đi. Username Bình TQ. Create. Create. Hả? Được chưa? Rồi. Ở chỗ này cũng là số 6. Bình TQ luôn. Update. Không làm gì cả. Chỗ này thêm số 1. Update. Đổi số 1. Chỗ này 61 update. Nó thêm mới. Thì chưa 61 update thêm mới số 6 số số 6 2 re là nó update. Rồi, chú ý nè. Tại sao? Đúng, câu hỏi rất là hay. Vậy bây giờ thầy bấm edit, chuyện gì xảy ra? Nó đã sửa chưa? Chưa nha. Bấm edit nó chỉ có việc, ví dụ như mình edit chỗ này 3 số 3 đi, nó làm gì? Nó lấy dữ liệu này nó đổ lên, lấy dữ liệu này đổ lên.
lấy dữ liệu ở trong cái table này đổ lên. Hỏi lại ba lần rồi nha. Đúng hay sai? Sai. Nó làm gì lấy dữ liệu đây? Nó chỉ lấy cái ID chỗ này thôi. Làm gì lấy dữ liệu này? Chẳng qua nó trùng vậy. Mình phải hiểu cốt. Rồi. Như vậy ở chỗ chữ edit này nó là cái nào? Nó là cái form. Nó là table. Đây. Edit nè. Nó là thẻ A. Nó lấy cái URL này nè. Trong cái URL chứa ID. Và trong này ở cái chỗ edit có phải nó lấy cái ID về đây rồi nó mới file by ID. Nó đâu có lấy bên table đâu. Được chưa? Cho nên thầy hỏi đến 3 lần. Sai. Nó không lấy dữ liệu trong table. Nó chỉ lấy đúng mỗi cái ID ngay chỗ cái thẻ A. Rồi về đây nó mới search nè. Nó search xong. Nó mới đẩy ngược lên lại nè. Nó không hề lấy dữ liệu dưới table nha. Table chẳng qua nhìn cho vui thôi. Còn nó lấy là nó lấy thông qua cái ID. Rồi nó mới lấy cái ID nó đi search. Rồi search xong nó mới đẩy qua đây. Được không? Đấy. Rồi xong. Ở đoạn này. Có cần cái đoạn này không? Thực ra không cần. Tại vì cái bảng bây giờ có thay đổi gì đâu. Mình chỉ lấy dữ liệu mình đẩy lên thôi mà. Chưa thao tác gì dữ liệu cả. Cho nên hai cái dòng 36-37 không có cũng được. Dữ liệu chưa thay đổi mà. Được không? Có, chạy nặng thêm, chẳng làm gì cả. Tiếp. Sau khi mà mình nhấn nút thêm, create hoặc là update, chuyện gì xảy ra? Đây. Create nó nhảy về đây. Update nó nhảy về đây. Sao biết? Thì do cái form nè. Create nè. Update nè. Vậy chỗ này nó nhảy về doGet hay doBot? Get hay bot? Hả? Form action ha. Vậy mình coi ở bên này. Nó nhảy về get hay bot? Get ha. Không nói gì thì mặc định là get. Không nói gì. Trong form có nói gì đâu. Nè. Trong form này đâu có method. Thì không method. Mặc định ha. Chỗ này mình cũng không đưa cái method nào hết. Mặc định nó về get. Rồi về get. Delete. Chỗ này là re. Chỗ này là update. Re. Create, nó lấy dữ liệu ở đây. Cái này là attribute đúng không? Model attribute. Mặc định mình chỉ cần đưa vào là nó hiểu rồi. Và xuống dưới category down chấm set. Đây cũng tương tự. Hai cái phương thức này có gì khác nhau? Không khác nhau bất kỳ một cái gì cả. Vậy sao nó biết update mà tại sao nó biết lưu tạo mới? Tại sao? Hả? À, tại vì cái hình dáng này mình thấy cái gì? Cái dạng của một cái gì? Cái dạng của
map, dạng của một cái map, giỏ hàng đó, được chưa? Cho nên nếu trùng ID thì nó là update, nếu khác ID thì nó là tạo mới, được chưa nào? Đó, nếu trùng ID thì nó là update, nếu khác ID nó là tạo mới. Cho nên bên này mình chỉ sử dụng có một phương thức duy nhất là save là đủ. Được chưa? Cho nên hai cái này code y chang nhau. Code y chang nhau. Chỉ có chỗ này thì nó sẽ update, thì nó thêm cái item với cái ID mới. Update xong thì nó lưu dữ liệu xuống dưới và nó đọc dữ liệu ngược lên, với lại cái item này nó đẩy qua cái category để nó đọc dữ liệu ngược lên thôi. À, nó đẩy qua cái URL để nó đọc ngược lên thôi. Rồi còn gì nữa nào? Delete. Delete thì nó sẽ delete by ID và mình cũng không viết gì cả. Nó có sẵn. Đó là CRUD chúng ta đã viết xong. DAO này chúng ta cũng đã nói hồi nãy rồi. Chúng ta chỉ cần kế thừa thôi và không viết thêm nếu như không cần thiết. Còn một số cái mà bạn cần phải viết thêm nếu như là bạn có những cái tri vấn đặc thù của bài của các bạn thì bạn viết thêm. Giống như cái bài mà chúng ta đang làm ở dưới này, ví dụ như là category không có nhưng mà order thì có. Order detail thì có. Ha, chúng ta sẽ viết thêm các cái câu tri vấn riêng đặc biệt để mà chúng ta tri vấn thêm. Rồi một cái nữa là short. Khi các bạn sử dụng file on, nếu như bạn không short thì nó sẽ lấy thứ tự theo cái database của mình, là theo cái ngày tạo, theo thứ tự tạo. Còn nếu như bạn short thì chỗ này bạn sẽ short theo cái gì? Bạn sẽ short theo cái gì? À, bạn sẽ short theo cái gì thì nó sẽ tự động short theo cái đó cho bạn. Ví dụ đối với lại cái bài của mình, thầy đang ví dụ cơ bản chỗ này, thầy đang sort theo username và thầy list cái danh sách ra và thầy sẽ xuất ra cái thông tin của cái account đầu tiên thôi để mình thấy nó sort như thế nào. À, chỗ này sort, chỗ này không cần, demo sau, chỗ này không cần. Rồi, chỗ này khi mà thầy chạy cái dự án này, và thầy có account index, và thầy đang sort là giảm dần theo username. Nó in ra T quy bình. Thầy chạy lại, thầy sort tăng dần theo username. Nó lấy duy. Đây cơ sở dữ liệu của mình. Demo 5 account select Duy Bình. Được chưa? Chỗ này
chúng ta có thể đổi lại. Ok. Đó, như vậy các bạn sẽ có thể là sửa lại chỗ này account, thầy edit cái đi. Bạn nghĩa này không phải nghĩa nữa mà là an. Rồi, an. Rồi, bây giờ mình không có sót. Chỗ này mình không sót. Trong database của mình nó sót luôn rồi. Mình có thể sót theo cái khác để cho mình thấy là cái này ok, full name đi. Mình theo full name nhé. Full name bạn An. Bùi An. Rồi, Nguyễn Thắng. Rồi, mình sắp Bùi An là là. Rồi, mình sẽ sắp theo full name. Full name, ok. Chỗ này mình sẽ lấy có shop. Shop. Rồi, nó lấy bạn Duy. Tại sao nó lấy bạn Duy trước? Shop. Bạn Duy là rỗng. Rồi, nếu mình sắp xếp giảm dần. Nó lấy T Quy Bình. T Quy Bình. Đây. Này nó đưa lên trần. Đó. Được chưa? Như vậy trong code của chúng ta sort hay không sort, rồi phân trang rồi gì đó thì các bạn sẽ xem thêm trong cái project mà thầy gửi cho các bạn đó. Phân trang. Request của chúng ta phân trang thì nó sẽ có trang. Và lúc mà các bạn hiển thị lên thì nó sẽ có trang thứ mấy. Thì hồi nãy thầy nói nếu mà bạn có 10 record và phân trang của bạn là 3 thì có tổng cộng là 4 trang. Và bạn muốn hiển thị trang mấy thì bạn sẽ chọn phân trang. Trang số mấy? Số trang. Thì trong này nó sẽ cho các bạn phân trang. Trang số, tổng số trang. Số thực thể, tổng số thực thể thì nó có cái mà mình sẽ lọc được các cái số lượng ở đây nè, các cái tham số ở đây. Net, reverse, last, first, trang đầu tiên, trang cuối cùng là mình sử dụng ở đây. Rồi, như vậy chúng ta đã xong cái slide 5 cơ bản về API, GBA, Repository.